Này xá lợi tử, đối với thệ nguyện kia chư Phật quá khứ cũng rất tùy hỷ. Vì sao? Này xá lợi tử, chư Phật quá khứ cũng quán sự phát nguyện rộng lớn của các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ Tát Thừa như thế, tâm và lời tương ưng, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy vào thời vị lai. Nhất định sẽ có khả năng an lập vô lượng trăm ngàn ức các loại hữu tình, khiến phát tâm đạt quả vị giác ngộ cao tột, tu các hạnh đại Bồ Tát thị hiện dẫn dắt khuyến khích chúc mừng đối với quả vị giác ngộ cao tột cho đến khiến cho được thọ ký bất thối truyền. Này xá lợi tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, tin hiểu rộng lớn thường nương vào sắc thanh hương vị xúc pháp vi diệu, tu bố thí rộng lớn, tu bố thí này rồi lại thường gieo trồng căn lành rộng lớn, nhân căn lành này thường gặt hái quả báo rộng lớn. Gặt hái quả báo rộng lớn như thế rồi chuyên vì lợi lạc, tất cả hữu tình đối với các hữu tình thường xả bỏ tất cả sở hữu của pháp nội ngoại họ hồi hướng can lành đã gieo trồng nguyện sanh vào cõi nước chư phật ở phương khác hiện có như lai ứng tránh đẳng giác đang tuyên thuyết pháp sứ vô thượng bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế họ nghe pháp vô thượng bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy rồi lại thường ở trong cõi phật ấy an lập vô lượng trăm ngàn ức các loại hiếu tình khiến phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột tu các hạnh đại bồ tát thị hiện dẫn dắt khuyến khích chúc mừng khiến họ đối với quả vị giác ngộ cao tột được bất thối chuyển